chim vào thương nhớ. Hôn lên tóc mềm, lệ sầu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ơn nguyện tình yêu vui. Thương yêu không chọn thôi ra từ đi. Hello Ken Audio, xin chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Thì dành cho anh chị các bạn nào mà lần đầu tiên vừa mới biết đến kênh Ken Audio của em, thì bên em là chuyên về các cái bộ micro ha, hát thu âm livestream, micro karaoke, bluetooth, bàn mixer, phụ kiện công nghệ ha. Đó, thì nếu như mà anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh nha, và nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới. Rồi, thì sau một thời gian cũng chắc cũng hơn một tuần nay rồi ha, em không có ra video bởi vì em bận gói hàng rồi tư vấn cho anh chị khách hàng ha. Đó, cũng nhờ anh chị khách hàng tin tưởng và đã ủng hộ bên shop Ken Audio của em. Đó, nên là thời gian vừa qua em bận tư vấn gói hàng cho khách, test hàng trước khi giao cho khách nữa. Đó, nên là mất thời gian cũng khá là nhiều, nên là không có thời gian để mà ra video. Thì hôm nay em quay trở lại và để làm cho hướng dẫn cho anh chị các bạn một cái video. Đó là tại vì trong thời gian mà em kinh doanh con G4 này á, thì ngoài cái mà anh chị các bạn lấy nhạc bằng Bluetooth đây rồi nè, thì cũng có một số anh chị bạn mình muốn lấy nhạc bằng trên cái đường TV. Trên đường TV mình lấy nhạc xuống con Mixer G4 này. Đó, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết cách để anh chị các bạn lấy nhạc từ TV xuống ha. Đó, dành cho tất cả các cái loại trường hợp, tất cả các cái loại TV luôn, tất cả các cái mẫu TV hiện tại bây giờ luôn nha. Rồi, anh chị các bạn nhớ xem hết video nha. Rồi, thì cái việc đầu tiên á, nếu như mà anh chị các bạn mình muốn lấy nhạc bằng dây đi, tức là lấy nhạc từ TV xuống cái bàn mixer này thông qua một cái sợi dây, thì cái việc đầu tiên á, anh chị các bạn để ý cho em nè. Đây, để ý cho em cái nút ở ngay đây, để em cầm lên. Đây, cái nút ngay này. Cái nút này nè, em quay ngang, hiện tại anh chị các bạn thấy là nó đang nằm sẹp xuống nha. Nhưng mà nếu như anh chị các bạn muốn lấy nhạc bằng dây được để cho có tiếng nhạc, thì anh chị các bạn phải nhấn cái nút ngay đây cho em nè. Cái nút này nè, nhấn cái nút ngay đây cho em cho nó trồi lên nè. Em quay nghiêng cho anh chị bạn thấy nè. Đây, đó, anh chị bạn thấy bây giờ nó trồi lên cao không? Đó, thì anh chị các bạn phải nhấn cái nút này cho nó trồi lên. Còn như nãy, khi nãy là nó xẹp xuống nè. Đó, muốn lấy nhạc bằng dây thì phải nhấn cho nó trồi lên. Còn muốn lấy nhạc bằng Bluetooth thì mình mới nhấn cho nó xẹp xuống nha. Đó, tại trong cái phạm vi nội dung video này thì em hướng dẫn lấy nhạc bằng dây, tức là bằng từ TV xuống, thì em sẽ cho cái nút này nó trồi lên. Đây. Rồi, tiếp theo đó mình mới bắt đầu mình lấy cái đường dây nè. Thì cho sau cái quá trình mà em kinh doanh con Mixer G4 này và cũng tư vấn cho rất nhiều anh chị các bạn á, thì em rút ra được hai cái trường hợp phổ biến nhất đó, dành cho tất cả các loại TV luôn. Thì cái trường hợp đầu tiên á, thì là anh chị các bạn đã có sẵn cái dây rồi, tức là trước đó ở nhà mình đã có một cái dàn, tức là mình cũng lấy nhạc từ TV xuống một cái xuống cái amply rồi ha. Thì cái trường hợp đó rất là đơn giản luôn ha. Thì hôm nay em làm cái video này giống như là chia sẻ cho anh chị các bạn luôn, dù anh chị các bạn mua ở đâu cũng vậy hết á, thì cái cách nó sẽ y chang vậy thôi ha. Đó, thì em làm cái này em chia sẻ luôn, anh chị các bạn thấy hay thì nhớ cho em một like nè, hoặc là để lại bình luận đó, bình luận động viên. Đó, nếu như chưa bấm đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra rất là nhiều các cái video có giá trị ha, và giúp ích cho anh chị các bạn rất là nhiều. Đó, thì anh chị các bạn nếu như mà mình đã có sẵn cái đường dây từ cái TV mình đang cấp nhạc xuống dưới amply rồi, và bây giờ mình muốn mua thêm con mixer này để mình gắn với cái amply nữa, thì bây giờ đơn giản thôi, anh chị các bạn gỡ cái dây mà hiện tại đang cấp nhạc từ TV xuống amply á, anh chị các bạn gỡ cái đầu ở dưới amply ra. Rồi anh chị các bạn mới lấy hai cái đầu nó. Đó, nó sẽ như thế này, nó sẽ tương tự như thế này. Xong anh chị các bạn sẽ cắm vào đây. Cắm vào đây. Đây, cái đường này nè, đỏ theo đỏ, trắng theo trắng. Này. Rồi cắm vào.
Rồi giống như cái nguyên lý của nó là trước đó đúng không, mình đang dùng dây cấp nhạc từ tivi xuống âm ly đúng không, nhưng mà bây giờ mình không muốn cấp nhạc từ tivi xuống âm ly nữa, mà mình muốn cấp nhạc từ tivi xuống con mixer. Thì bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu dây mà đang cấp nhạc vô cho âm ly á, mình sẽ gỡ ra rồi mình mới gắn cái đầu dây đó lên trên cái con mixer đó, thì để lấy nhạc từ mixer, xong rồi mixer á, nó sẽ đẩy xuống âm ly đó. Rồi còn hai sợi dây này á, là để nối ra âm ly rồi ha. Nối ra âm ly thì cái cách nối ra âm ly á, em đã có video hướng dẫn rồi, rất là chi tiết rồi. Thì anh chị các bạn có thể, nếu mà anh chị các bạn nào chưa xem, thì anh chị các bạn có thể lên cái thanh tìm kiếm của YouTube á, anh chị các bạn gõ là Mixer G4 kết nối âm ly Ken Audio đó, thì sẽ ra có video em hướng dẫn rất là chi tiết luôn rồi đó. Em đi video này thì em không có nói lại nữa, em chỉ hướng dẫn cái cách mà lấy nhạc từ TV ha. Đó, như vậy là đã xong cái mà cách lấy nhạc từ TV xuống với bàn mixer này, thông qua cái trường hợp thứ nhất, đó là trường hợp mà anh chị các bạn đã có sẵn cái dây mà trước đó mình đã kết nối từ TV xuống âm ly rồi đó ha. Rồi anh chị các bạn có thể chỉnh ở đây, chỉnh các nút ở đây này, chép nhạc, bass của nhạc, rồi hai cái nút này, một nút này, hai nút này là để chỉnh âm lượng của nhạc. Ngoài ra anh chị các bạn còn có thể chỉnh trên cái âm lượng to nhỏ trên cái remote của TV nữa ha. Cái trường hợp số 2 á thì nó hơi khó hơn một chút. Tức là khó ở đây nghĩa là sao, đối với như em rành á thì em chỉ cần giờ một cái là em sẽ biết, nhưng mà đối với một số anh chị các bạn thì hơi khó ở đây, có nghĩa là anh chị các bạn trước giờ mình chưa có dùng lấy nhạc từ TV xuống âm ly hay là lấy nhạc từ TV xuống bất kỳ một cái gì hết, tức là mới toanh luôn chứ là chưa dùng TV thì dùng để lấy nhạc bất kỳ gì hết, thì nó hơi khó ở cái chỗ đó là anh chị các bạn phải xác định được là cái trên cái TV của anh chị các bạn á, là cái đường mà để nó xuất âm thanh ra nó là cái đường cái đầu 3.5 giống như vậy, nó đầu 3.5 đó. Em sẽ có cái hình em chèn vào rồi em sẽ cho anh chị các bạn xem cái hình đó, nó có một cái đầu, nó là cái đầu xuất âm thanh ra là một cái đầu tròn, cái đầu đây nó giống như cái lỗ như vậy nè, đây đó, nó sẽ có một cái lỗ tròn như vậy. Và có thể là có tivi thì nó sẽ chú thích, nó ghi là chữ audio out, nó giống như trên hình này. Còn có thể có cái tivi thì nó vẽ một cái ký hiệu, cái biểu tượng, cái hình giống như cái hình tai nghe, cái hình tai nghe mà chụp tai á đó. Hoặc cũng có thể là trên TV anh chị bạn nó sẽ, nó có hai cái dắt bông sen trắng đỏ như thế này, cũng ghi chữ audio out luôn. Còn đây là cái hình của cái cổng optical đó, cổng optical. Đó, thì cái này em nói thì có vẻ như, có lẽ như là mấy anh á, mấy anh thì sẽ hiểu hơn là so với mấy chị ha, thì mấy anh có vẻ sẽ rành hơn. Nhưng mà thường những cái tivi mà nếu như anh chị mới vừa mua á, thì hiện tại thì nó sẽ đa số cái cổng optical mà những cái tivi mà mới, những cái đời mới nhất bây giờ á, thì nó sẽ có cổng optical đó. Mà cái cổng optical anh chị các bạn muốn xuất được âm thanh ra thì nó phải lại phải thông qua một cái cục, cái cục vuông vuông như thế này, cái cục vuông vuông như vậy. Đây là cái cục để xuất đường âm thanh optical trên TV ha. Thì đó, thì cái đó thì nó hơi khó khăn trong cái việc mình xác định được cái đầu mà TV của mình nó xuất âm thanh ra bằng cái đường nào, thì bên em mới biết được là để cho anh chị, tư vấn cho anh chị là lấy thêm cái dây nào cho nó phù hợp. Nhưng mà từ bữa tới giờ theo em gặp á, thì một số, đa số trường hợp thì em thấy là đa số đều có cái cổng mà trên TV á, nó đều có cái cổng tròn như vậy, và cái bên nó có ghi cái hình giống như cái biểu tượng của cái tai phone vậy đó, thì đều có cái này hết đó. Thì nếu như vậy á, thì anh chị các bạn á, mình sẽ lấy cái dây đây gọi là hai đầu bông sen ra 3.5, thì cái đầu 3.5 á, anh chị các bạn sẽ cắn vào cái cổng tròn ở trên TV á, nó giống như vậy nè. Này, nó giống cái lỗi nè, anh chị các bạn sẽ gắn vào đó. Rồi còn hai cái đầu này thì anh chị các bạn sẽ gắn vô đây, đây đỏ theo đỏ, trắng theo trắng vào đây đó. Thì nó chỉ khó ở cái trường hợp thứ hai này á, là nó chỉ khó ở chỗ là anh chị các bạn xác định được
cái đầu mà xuất âm thanh ra trên TV của mình đó, nó là cái hình dạng như thế nào, nó là cái dạng lỗ tròn 3.5 hay là nó xuất dùng để xuất âm thanh ra là dùng cái đầu optical đó. Thì ở trước em cũng đã có chèn cái hình để cho anh chị các bạn có thể nhận diện được rồi, cho anh chị các bạn có thể nhìn và nhận diện được trên cái TV của mình ha. Đó đó, thì nếu như mà anh chị các bạn á, mà mình muốn tìm mua cho mình một cái bộ mixer G4 như vậy thì có thể liên hệ với bên Ken Audio của em ha. Đó, qua số hotline cũng như là kết bạn Zalo với cái cùng một số điện thoại đây luôn, 0932 075 612. Đó, thì bên em á, sau đó thì anh chị các bạn có thể kết bạn Zalo nè, em tư vấn. Hoặc là anh chị các bạn có thể chụp hình cái bản mạch ở đằng sau cái TV của anh chị các bạn á, để em xem coi là ở đó nó mà anh chị nhớ là chụp cho nó rõ nét một chút để bên em có thể nhìn cho nó dễ nha. Đó, thì bên em sẽ xác định dùm cho anh chị các bạn là cái đầu ra của TV anh chị các bạn á, nó dùng bằng cái cổng nào, thì để tư vấn cho anh chị các bạn có thể lấy thêm cái dây mà mình kết nối từ TV xuống mixer đây cho nó phù hợp ha. Đường tình không chung lối mà nối tiếc cho nhau. Vì lý do bản quyền nên là bây giờ em sẽ hát những cái đoạn, những cái khúc ngắn thôi, để anh chị thì anh chị các bạn cũng có thể cảm nhận được rồi ha. Chứ em không thể nào hát để liên tục hát được vì nó sẽ bị vướng bản quyền của cái bài hát của ca sĩ. Ngàn rồi chốn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm, lệ sầu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ơn nguyện tình yêu cuối, thương yêu không chọn thôi ra từ đi em ơi. Giây phút bên nhau đây còn đau đớn, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau đây còn đau đớn, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Hướng dẫn cho anh chị các bạn cách mà mình lấy nhạc từ TV xuống con mixer ha. Và ở phần cuối thì em cũng đã có hát test thử, em đứng xem trên lấy nhạc từ TV xuống mixer và em hát test thử luôn rồi ha. Đó, thì anh chị các bạn nếu như mà xem đến đây rồi mà cảm thấy video này có ích thì hãy cho em một like nha. Và có thể bấm đăng ký kênh nữa và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới. Rồi cũng rất cảm ơn anh chị các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và tin tưởng bên shop Ken Audio của em. Đó, rồi xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công ha, để đón chào một cái Tết 2021 thật là ấm áp và trọn vẹn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video lần sau.